Thưa quý vị, giữ lửa, xây tổ ấm hạnh phúc gia đình không chỉ là trách nhiệm riêng của ai, mà đó chính là sự đồng cảm, sẻ chia của cả vợ lẫn chồng. Và trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những giá trị ấy cần phải phát huy hơn nữa trong mỗi gia đình, nhất là những đôi vợ chồng trẻ vì công việc mà có ít thời gian dành cho gia đình. Như bao đôi vợ chồng trẻ khác, anh Định và chị Hiền đến với nhau vì có sự đồng cảm trong công việc và rung động vì tình yêu. Dù cả hai vợ chồng đều công tác tại ngành y, một lĩnh vực mà quỹ thời gian dành cho cá nhân không nhiều, nhất là trong giai đoạn Covid-19 vừa qua. Thế nhưng, với sự chung quà, biết lắng nghe và san sẻ với nhau trong mọi chuyện, nên gia đình nhỏ này luôn đầy ắp tiếng cười. Quan trọng nhất là ở trách nhiệm của mọi người, trách nhiệm của người vợ và trách nhiệm của người chồng. Chồng thì phải biết phụ vợ một số công việc nhỏ nhặt, chăm con hay này kia, vừa để gắn kết tình cảm của cha con mà vừa để gắn kết tình cảm của gia đình nữa. Chính sự đồng cảm và chia sẻ trong mọi việc, nên khi có thời gian rảnh rỗi, anh Định đều phụ vợ làm việc nhà, thay vì ủy thác trách nhiệm trong chuyện giữ lửa gia đình cho người vợ. Và với vợ chồng anh chị, hạnh phúc không đâu xa, mà chính là những việc làm bình dị nhất, như những cử chỉ như thế này trong mỗi bữa cơm. Đi làm về thì tranh thủ để đưa rước hai đứa, phụ giúp mà giữ đứa nhỏ, cũng chia nhau công việc để làm. Gia đình thì cũng làm chung hết, như vợ làm thì chồng cũng làm chung, cho nó san sẻ công việc thì gia đình nó thấy nó vui hơn. Cho tới thời điểm hiện tại thì gia đình tôi thành công ở một chuyện, đó là biết hài hòa cuộc sống giữa công việc và gia đình, giữa con cái và vợ chồng. Và vợ chồng anh Định, chị Hiền cũng chính là một trong những thành viên của câu lạc bộ gia đình trẻ của huyện đoàn Cần Chuột tổ chức. Đây là nơi nhằm tạo ra môi trường sinh hoạt, giao lưu và sẽ chia những kinh nghiệm trong việc giữ lửa và xây dựng gia đình hạnh phúc của những gia đình đoàn viên trẻ. Đây cũng là một cái kênh mà để đoàn kết tập hợp thanh niên của đoàn thanh niên huyện trong cái việc mà chuyển đổi mô hình từ sinh hoạt địa bàn dân cư sang câu lạc bộ tổ đời nhóm. Thì thông qua đây các bạn sẽ thấy được vị trí và vai trò quan trọng của gia đình, đặc biệt là những cái kinh nghiệm thực tế cuộc sống trong việc nuôi dạy các con, thì qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, có thể chăm lo đời sống tinh thần cho các bạn đoàn viên thanh niên. Thật vậy, yêu thương và chia sẻ chính là bí quyết gìn giữ hạnh phúc của nhiều gia đình. Đủ yêu thương và biết sẻ chia, dù việc lớn hay nhỏ, thì mọi mâu thuẫn sóng gió trong gia đình đều tan biến. Các thành viên ngày càng gắn kết, cùng nhau giữ ấm nếp nhà.